chiếc xe của mình mới lên được một cục bo 24 sò. Đây. Cục này là không phải cục bo bình thường các bạn, nói chung là cục bo này có làm lại gọn ngay chọc lên rồi nha. Thì bo này được đi được 10 bình luôn. Đó. 10 bình bây giờ là nó đang đi với cái động cơ 2000W lỗi 23 cộng của mình. Đó. Cái này thì mà cái này mong meo thì rẻ thôi các bạn chứ không có gì trên đây hết nha. Này rẻ. Đây là động cơ. Động cơ 72V. 2000W. Động cơ là có cánh chim nè. Đó. Chim nha. Cánh chim. Thì bây giờ mình sẽ thử bánh cho bạn xem thử. Trước tiên vì bây giờ vào công chuyện thì mình sẽ đốt pha trước nha các bạn. Đốt phải khói thiệt nhiều nào. Qua với ngồi đi con. Qua với ngồi đi con. Thôi ta bỏ từ từ đốt nha. Các bạn xem mình thể hiện nha các bạn. Gít ghê à. Quá khói luôn các bạn ơi. Rồi. Nhảy vô nhảy thịnh. Gọi ra đây đề ba cho các bạn coi đi. Không khói quá. Hít khói này ngáo luôn các bạn ơi. Rồi. Đó thì mình sẽ đề ba bạn có thử nè. Ga này, ga cùng bo nó hơi chảy xíu các bạn. Tốt nữa hả? Nữa. Em để im chỗ em đừng có thằng qua thằng lại, thằng qua thằng lại nó dễ bị bay lắm. Nè. Em để im một chỗ thôi. Ờ để im luôn nó mới ra khói nhiều. Đậu vậy hả? Tại cái này nó cắn hai giò đau các bạn nè. Cắn đỏ giò luôn á. Tại tháng trước không ăn á các bạn. Cắn giò đau quá. Tháng trước mình không được ăn cho lắm. Gà đó anh gà gà nó không được lắm. Quá dữ nha bạn ơi. Đủ gì vậy? Rồi hỏi xỉu giống luôn các bạn ơi. Rồi mất tiêu rồi. Dạ. Rồi quá. Rồi quá trời. Đây để anh quay vô. Cái này ô nhiễm quá trời các bạn ơi. Quay vô làng khối khơi khô cho bạn coi nè. Đó. Cái là chắc chơi nha. Ngọc quá trời ngọc luôn. Cầu lao. Nó hôi quá à. Đây thì cái vỏ của mình các bạn. Wow. Bấm lộ dữ nha các bạn. Vỏ nó giờ hiện tại giờ nó cắt bấm lộ nha. Đó. Thì mình xin được kết thúc clip đây các bạn ơi. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Ê nhỏ.